Có nhiều người hỏi cô ơi, tại sao mà cái thế giới này dân chúng càng ngày càng đông, à dân số cái tăng hoài, có rất nhiều cái bằng tôn giáo ở trên thế giới, à tôn giáo nào cũng nói rằng sẽ cứu độ những người mà con tin của họ đó, những tín đồ về giải thoát, về những nơi an ổn sung sướng hoặc là về nước trời đó, về nước Chúa. Thiên Chúa giáo thì kêu rằng về nước Chúa, người đạo Phật mình thì nói là về nước Phật, à nước Phật nước Chúa thì cũng như vậy thôi à. Cô đi lên đó cô thấy cũng giống y, cũng y như chỗ đó chứ không có chỗ nào khác hết không có chỗ nào khác hết, đúng không? Cũng như người thì kêu hotel, người kêu lữ quán vậy đó, tới đây cũng như đó thôi, cũng chỗ này à thành ra thôi thì kêu nước Phật đi, người ra mình quen kêu nước Phật rồi. Mà tại sao đạo nào cũng hứa là đem con chiên hoặc là đem tín đồ về nước an ổn, mà tại sao thấy cái thế giới của mình á càng ngày nó dân chúng càng đông á, dân số càng đông á, quý vị có biết tại sao không? Hả? Có nghĩa là không có ai giải thoát á, phải không? Không giải thoát nó mới đông vậy, giải thoát thì đi hết rồi, phải không? Thiên Chúa giáo rồi, thí dụ xưa người trên nước mình, người trên thế giới mình phần đông, 1/3 là tin Thiên Chúa giáo phải không? 1/3 tin đạo Phật phải không? Rồi 1/3 tin những đạo khác phải không? Thôi, thế mình coi như thí dụ như mình nói rằng đạo Thiên Chúa giáo là đạo đạo tầm gì đó, không có đúng đi, thí dụ mình nói vậy đi, chỉ có đạo Phật là đúng nhất. À thí dụ mình nói vậy đi ha, thí dụ ha. Chứ mấy người Thiên Chúa giáo đừng có lên đánh cô ha. Cô nói thí dụ thôi sợ lắm, nó sợ mấy người nói đạo nào đó, nói đạo này thì đạo kia dòm ngó, nói đạo nọ đạo nọ muốn ăn thua thí dụ vậy đó, thì ít ra 1/3 nhân số của thế giới phải giảm thiểu chứ, phải không? À thí dụ như bây giờ mình nói đạo Phật thì không phải, đi Thiên Chúa giáo mới là đạo tốt nhất, à mới đúng là giải thoát con người, thì ít ra một số lớn phần đông mà Thiên Chúa giáo đồ đó thì phải giải thoát rồi. Hả? Sao mà không có thấy ai giải thoát càng ngày càng đông vậy? Là ai biết được đâu, giơ tay lên. Nói đúng cô cho kẹo. Hả? Mình ở ác nhiều quá thì sao biết đâu mình sẽ đi đầu thai làm thú? À. Thôi, hiểu rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì là cái số thú lên làm người và số người lên làm thú nó cũng cứ vậy. Nó cân bằng với nhau chứ tại sao lại số người càng ngày càng nhiều đấy? Hả? Nếu có người đi ha, có người lại thì ít ra nó cũng cân bằng một chút, phải không? Tại sao nó càng ngày càng nhiều này? Có nghĩa là thú lên làm người nhiều đó, à mà người đi giải thoát thì ít, hình như vậy phải không? Dạ, thì nhất là giải thoát thực sự đối với đạo Phật chứ đâu không, nếu mà thực sự mình đi đúng những quy luật của Phật dạy thì mình mới được giải thoát chứ không phải chỉ tu một kiếp là mình mới giải thoát được. Tu kiếp giải thoát chứ tu mấy kiếp, trời đất ơi, tu một kiếp còn tu không nổi đâu, tu mấy kiếp, một kiếp là cực chết rồi, cực chết người rồi còn mấy kiếp nữa. Rồi mình ví dụ như mình còn làm tội quá nhiều rồi làm sao mình giải thoát được chưa cô? À thì bởi vậy đúng rồi, cái câu hỏi của cô là như vậy à, có tôn giáo nhiều, có giáo điều nhiều nhưng mà mình không có theo mà, phải không? À, Phật biểu mình con đừng có sát sanh, phải không? Giới thứ nhất. À, cho mình làm gì? Mình làm giống y hay là mình làm tương phản? Tương phản mà. À, đã nhiều người nói tôi đâu có sát sanh đâu mà cô nói vậy. Gà vịt ta giết sẵn rồi tôi ăn chứ. Không ăn uống, hả? Không ăn rồi có người ta không có bán được ế hàng tội nghiệp họ. Cái lòng mình từ bi nó như vậy. À nhưng mà quên Phật dạy sát sanh có hai loại mà, à, gián tiếp gián hoặc là trực tiếp giết, hoặc là gián tiếp giết, hoặc là thấy người đã giết mà hoan hỷ, hiểu không? Có nhiều loại lắm, cũng đều như nhau. Trong kinh Phật có nói, kinh Lăng Già đó Phật có nói rằng nếu mà mình không ăn thịt đó thì không ai giết, hiểu không? Cho nên vì mình ăn cho nên có người giết, cái người ăn và cái người giết đó hai người tội như nhau rồi. Phật nói trong kinh Lăng Già đó, có đọc kinh Lăng Già không?
Không đọc, đọc chi? Đọc tiểu thuyết à. Tiểu thuyết của bà Tùng Long ha. Thoải mái ăn được kinh Phật mệt quá, tối ngày ông cứ biểu mình trì giới ăn chay, trời đất ơi nghe mà cực ha. Đời sống tự do mà ha, ăn chay hẻm mình chi cho nó cực. Rồi thành ra chút nữa có còn cực thêm. Bây giờ mình không có chịu cực một chút, một đời đời kiếp kiếp mình cực thêm. Cho nên cứ luân hồi hoài à, bữa nay mình giết nó, mai nó giết mình, giết tới giết lui. Rồi giết nhiều quá thì nó đợi không kịp, nó biến thành chiến tranh. Rồi giết một cách lẹ một chút cho nó mau. Cũng như mỗi ngày người ta giết hằng hà sa số những con vật đó cung cấp cho thị trường đó. Một lần như vậy giết mấy ngàn mấy vạn con heo con bò, phải không? Có một người nói rằng ông đi qua nước Mỹ đó, có một lúc ông đi ngang qua cái chỗ mà một cánh đồng trống đó. Đó buổi sáng ông ra đi lái xe đi qua thì cái cánh đồng nó đầy những con bò đen đen đỏ đỏ đầy hết. Buổi chiều ông đi về sạch bách đó. Đi vô lò hết rồi, nướng hết rồi, quay hết rồi, hoặc là ngồi những con vật đó đi khắp cả thế giới rồi, đi khắp nơi trên nước Mỹ, ngồi trên mỗi cái bàn ăn đó. Tại nó cảm thấy cái sự sát sanh như vậy nó rất là to lớn, cái bằng mass slaughter. Thật ra mình đừng có hỏi tại sao có chiến tranh, không có Phật trời nào làm những cái tai nạn này cho mình cả. Tai nạn là của chúng sanh tự tạo lấy. Tiếp chương trình, chúng tôi xin cống hiến tới quý vị thính giả tiết mục Lời Hay Ý Đẹp. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể tìm ra trí huệ nguyên thủy của mình, cho nên tự nhiên là chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta không nên nói chuyện khi không cần thiết, không nên gặp người khác khi không cần thiết, rồi chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn để huấn luyện trí huệ. Nhiều thì giờ hơn để đi vào bên trong và nhận biết mình là ai.